Chào mừng các bạn quay trở lại kênh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cấp nguồn trực tiếp cho một chiếc điện thoại. Khi chiếc điện thoại chúng ta dùng lâu ngày thì nó sẽ bị phồng pin lên đây. Đấy, mà đi mua pin thì có lúc có cả hàng có hàng thì không, bởi vì cái điện thoại nó cũng lâu đời rồi. Thì chúng ta để ý như cái pin nó sẽ có cực âm cực dương. Vậy làm thế nào để chúng ta cấp nguồn trực tiếp cho chiếc điện thoại này? Chúng ta sẽ có một cái cổng sạc lời USB này cho chiếc điện thoại. Thì chúng ta cắt nó ra. USB này thì nó có rất là nhiều màu, 4 dây, 4 màu. Thì lưu ý chúng ta chỉ lấy 2 màu thôi, màu đỏ và màu đen, cực âm và cực dương và pin. Đây. Còn các bạn bỏ màu xanh với màu trắng đi. Trên đấy, chỗ lắp pin vào điện thoại thì nó sẽ ký hiệu cực dương và cực âm. Cực dương ta sẽ hàn dây màu đỏ và cực âm thì ta sẽ hàn dây màu đen. Các bạn hàn xong thì chúng ta có thể tước cái dây nhỏ đi. Chúng ta đắm cái lắp vào. Xong này, ta đóng nắp vào và test thử xem. Các bạn nên dùng cổng USB rời để khi lúc chúng ta di chuyển và cắm nó dễ. Đấy, thì nó không bị thank you.
có tín hiệu rồi. Dùng tốt các bạn ạ, cấp nguồn cho rất là hợp lý đúng không? Chúng ta có thể hết pin thì chúng ta có thể thay thế bằng cách là đấu trực tiếp và cắm qua cổng USB và dùng dây rời các bạn nhé, để các bạn di chuyển nó dễ dàng. Và video mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin cảm ơn.